Và đây là kênh YouTube chính thức của Kem Store. Thật là khi mà mình bấm máy và bắt đầu quay cái video này thì chắc là chỉ còn khoảng tầm 3 tiếng nữa thôi là mình sẽ ra sân bay và trở về Việt Nam. Thế nhưng mà vừa sáng ngày nay thì bưu điện nổ một phát là mình đã đặt hai đôi giày của mình về thành công. Và biết làm nào được, mình tận dụng nốt tất cả khoảng thời gian mình còn lại để có thể ngồi ở đây, ngồi ở cái studio này và shoot một cái video mới cho mọi người về hai cái phiên bản giày mới này. Thời gian thì hạn hẹp mà lão sếp thì bảo là con em làm cho anh hai cái video một lúc. Thế nên là mình suy nghĩ một lúc, mình nghĩ là tại sao mình không kết hợp cả hai đôi giày này lại và làm cho anh em một cái con video so sánh hai đôi giày, nó lại quá hợp lý luôn. Giới thiệu với cả anh em, đây là hai con vợ mình vừa mới cưới về xong. Một em thì sang chảnh kiêu sa, Q14 Pro Cho. Và một em là theo kiểu thôn nữ tả tần, Adidas Dem 6. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp cả hai đôi giày này ra cho mọi người xem. Vẫn như thường lệ thôi, thì ngay khi dẫn giày về chúng mình đã đều test cả hai đôi giày này rồi. Và đây sẽ chỉ là đập hộp theo thủ tục thôi. Đây là Kobe 4 Pro Cho phối màu gì mình cũng quên mất rồi, hình như là Winzip hay Winzip gì đấy, mình không nhớ tên. Và đây là Dem 6. Để cho mọi người cùng xem. Ok, và không còn nhiều thời gian nữa thì ngay lập tức chúng mình sẽ đi vào phần so sánh giữa hai đôi giày này. Thứ nhất là về phần giống nhau. Đầu tiên là về phần định dạng thì cả hai đôi giày này đều có cái định dạng là cổ thấp. Và nếu như mà nói Kobe 4 Pro Cho là một ông cụ tổ thì Dem 6 là một đứa cháu trai ưu tú cũng không hề sai. Lấy cảm hứng từ giày bóng đá đó là Kobe 4 Pro Cho, nhưng mà đứa cháu của ông ta thì nhìn có khi còn giống cả giày bóng đá hơn thế nữa. Điểm giống nhau sát nhất giữa hai đôi giày này mà mình thấy thứ hai đó là về phần traction.
thì tất nhiên cái thiết kế của nó sẽ có đôi chút khác nhau, nhưng về cơ bản xương cá là yếu tố chính tạo nên ra hai cái bộ đế ngoài này. Thứ hai phần hai đó là phần khác nhau. Thì đấy, như mình vừa nói, đó là tất tần tật những cái gì mà mình cảm thấy đó là cái điểm giao nhau giữa hai đôi giày này. Và bây giờ sẽ là điểm khác nhau và mình sẽ tập trung so sánh và đánh giá chi tiết từng phần một nhé. Đầu tiên đó là về phần ngoại hình, về cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà nhìn hai đôi giày. Thì mình sẽ phải nói về Kobe 4 Pro Cho trước. Kobe 4 Pro Cho thì chắc chắn rồi, chúng ta không còn quá xa lạ về cái form dáng huyền thoại này, về cái chất liệu da này. Nó là đại diện cho một huyền thoại, đó là Kobe Bryant, và cũng là đại diện cho cái đôi giày đầu tiên, cái bước đột phá đầu tiên để chúng ta làm một đôi giày bóng rổ cổ thấp như một đôi giày bóng đá như thế này. Và thực sự đây là một đôi giày để lại rất nhiều cảm xúc. Tiếp đến thì mình sẽ nói về đen 6. Đôi đen 6 này thì thực ra nó cũng có một cái vẻ đẹp rất là riêng, rất là mới mẻ, rất là hiện đại. Nếu mà có một cái phần nào đấy để mình lấn cấn về ngoại hình của đôi giày này thì chắc chắn nếu được mình sẽ cho cái mặt ngoài này, đây là cái mặt trong. Cái mặt trong của đôi giày này ra ngoài nó sẽ ngầu và nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều. Đó là so sánh về mặt ngoại hình nhá. Và tất nhiên rồi, mình thích Kobe 4 Pro Cho hơn, biết làm sao được. Vậy đã. Và bây giờ là sự khác nhau và cũng là cái phần đánh giá chi tiết về hiệu năng của hai đôi giày này. Đầu tiên mình nói đến sẽ là phần traction. Kỳ lạ thay là hai đôi giày này cách nhau đúng 10 năm. 10 năm đối với công nghệ làm giày nó là một cái khoảng thời gian đủ đầy để mà tạo ra được những cái thứ mới mẻ, hiện đại và hiệu quả hơn. Thế nhưng cả hai đôi giày này đều sử dụng một cái định dạng, đó là định dạng xương cá để làm ra cả hai cái bộ đế ngoài này. Và còn đáng kỳ lạ hơn nữa, đó là cái xương cá ở trên đôi giày trẻ trung hơn này, là đôi đen 6, nó còn có phần tối giản hơn nữa. Dù vậy thì cái điểm khác biệt không chỉ đến từ ngoại hình mà còn đến từ cái cảm giác thực sự mà hai cái bộ đế ngoài này mang lại. Đáng ngạc nhiên là cái sự tối giản ở trên đen 6 nó lại hoạt động tốt hơn khá nhiều ở trên Kobe 4 Pro Cho. Mình tin rằng thiết kế không phải là cái yếu tố quan trọng nhất quyết định ở trong cái câu chuyện này, mà đó là về phần chất liệu. Harry Bond ở trên đen 6 thực sự là có độ bám dính và ma sát với sàn tốt hơn trên Kobe 4 Pro Cho. Đồng thời với cái vân đế trên đen 6 này thì nó được khoét sâu hơn, các cái dạng vân cũng được làm dày và cứng cáp hơn, thì chắc chắn cái khả năng chiến đấu ở những cái bề mặt sân xi măng, những cái bề mặt sân xấu của đen 6 cũng sẽ là bền bỉ hơn rất nhiều. Tiệu chung lại thì mình thích cái bộ traction của đen 6 hơn. Cái việc thừa hưởng toàn bộ cái thiết kế về mặt đế ngoài trên đôi Next Level là một sự lựa chọn sáng suốt của Adidas. Nói như vậy thì không phải là Kobe 4 Pro Cho của chúng ta tệ, nhưng mà mình đem 6 là tốt hơn. Đem 6 9/10, còn đối với Kobe 4 Pro Cho kém hơn một chút, 8.5/10. Thứ hai là về phần bộ đệm, thì đầu tiên mình phải nói là hai cái bộ đệm này nó cho mình một cái cảm giác hoàn toàn là khác biệt nhau. Chúng đều rất là tốt và mình tin rằng câu chuyện ở đây chỉ đơn giản là bạn thích cái cảm giác nào hơn mà thôi. Mình sẽ nói về bộ đệm trên đôi Kobe 4 Pro Cho trước. Thôi thì chúng ta sẽ bỏ qua cái phốt to đùng của Nike về cái thứ gọi là full length zoom. Với cái bộ đệm được cấu thành từ phần zoom air ở gót và phần phylum mềm ở mũi chân thì nó vẫn đảm bảo một cái sự êm ái và thoải mái tuyệt vời cho đôi giày này. Tất nhiên là mình cảm nhận được rất rõ rệt cái zoom air ở gót nó êm hơn cái phylum ở phần mũi rất là nhiều. Và sao vừa ra giày phát mấy hôm nay Kỳ đã bị bóc phốt có lẽ luôn rồi. Thú thực là mình chưa có cái cơ hội được trải nghiệm những đôi Kobe 4 cũ. Mình sinh ra và mình bắt đầu yêu giày từ cái thời mà nổi của Kobe 7, Kobe 8 cơ. Thế nên là mình cũng không rõ cái zoom air và cái phylum mềm này nó có bị mềm và bị xẹp đi theo thời gian hay không. Ai mà đã từng đi Kobe 4 cũ rồi thì có thể chia sẻ cho em biết với nhá. Về bộ đệm của đen 6 thì thật là tuyệt vời khi mà Adidas đã quyết định B2 trên 3 cái chi tiết nổi bật nhất của một đôi giày có giá retail là $200 đôi Next Level lên trên đôi giày này. Nó quả thực là một con hàng giá rẻ nhưng mà rất là chất lượng. Và bộ đệm ở đây tất nhiên rồi vẫn là cái bộ đệm Lightstrike. Lightstrike thì chắc chắn là không thể nào êm và thoải mái như là Zoom Air và Phylum ở trên Kobe 4 Pro Cho được. Nhưng nó đầm hơn, nó chắc chắn hơn và cảm nhận bề mặt sân phải nói là tuyệt vời. Để mà so sánh thì nói sao nhỉ, đen 6 sẽ đem lại cho các bạn một cái cảm giác an toàn, chắc chắn hơn. Còn đối với Kobe 4 Pro Cho thì êm ái, thoải mái và có phần hơi bị bay bổng hơn. Để mà lấy thước đo về cái độ êm ra chấm điểm cho hai đôi giày này thì Kobe 4 Pro Cho 9, còn đen 6 8/10. Thứ ba và cũng là phần gần cuối rồi, đó là liên quan đến upper đi cùng với cả cái khả năng hỗ trợ và bảo vệ trên hai cái dòng giày này. Đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy ngay lập tức được đó là hai đôi giày này đều là hai đôi giày đi cùng nó là một cái định dạng cổ thấp. Thế nên về cái khả năng hỗ trợ và bảo vệ nó sẽ dừng lại ở mức khá mà thôi, nó sẽ ưu tiên cái độ linh hoạt lên hàng đầu. Tất nhiên là cũng vẫn sẽ có những cái điểm khác biệt ở đây nhá. Về phần upper mình sẽ nói về Kobe 4 Pro Cho trước, như là mọi cái yếu tố phía trên mình đã nói
Thì về chất liệu, Cobra 4 Pro Trail được cấu thành từ một cái chất liệu da, một cái chất liệu đã khá là cũ rồi và bây giờ không còn được sử dụng quá nhiều trên những cái dòng giày bóng rổ nữa. Mình tin là có lẽ cái chất liệu da này nó không đảm bảo được một cái sự lockdown một cách chắc chắn và linh hoạt như là những cái chất liệu sợi tổng hợp đang được sử dụng hiện hành bây giờ. Tuy nhiên thì nó lại được bù lại bởi một cái hệ thống dây flywire rất là nhiều và rất là chằng chịt ở đây. Nó đảm bảo cho việc o ép bàn chân của bạn một cách chắc chắn và ổn định. Cái phần mũi được cấu thành từ da này có lẽ là một điểm trừ, chí ít là khi mà chúng ta chưa break in nó ra. Khi mà chúng ta đi ấy, cái phần da này nó sẽ tạo nên một cái nếp gấp và cái nếp gấp này nó sẽ cọ sát vào cái phần tiếp xúc giữa bàn chân và những cái ngón chân, gây nên một cảm giác tương đối là khó chịu. Phần gót thì được bao bọc bởi một cái miếng nhựa cứng và nó cũng được kéo dài ra hai bên mang của cái phần đuôi giày ở đằng sau này. Đó là một cái sự hỗ trợ có lẽ là mình nghĩ là tối đa rồi cho một cái phiên bản giày có cái định dạng cổ thấp đến như thế này. Kết lại thì mặc dù là nó già nua, nó cổ kính hơn nhưng mà mình thích cái sự support ở trên đôi Kobe 4 Pro Trail này hơn. Tại sao? Bây giờ mình sẽ nói về đem 6 nhá. Chí ít thì cái việc thiết kế vải mesh trên cái đôi đem 6 này mang lại cho chúng ta một cái cảm giác dễ chịu hơn ở phần mũi chân so với cả Kobe 4 Pro Trail. Thế nhưng cái việc thiết kế chỉ có 3 mắt siết dây giày ở đây thực sự là một cái câu hỏi lớn của mình được đặt ra cho Adidas về cái việc lockdown của đôi giày này. Thú thực là cái lockdown của nó, nếu mà không nói là tệ thì nó không phải là đảm bảo một cách thật an toàn cho các bạn đánh trên sân với cường độ cao. Khi mà các bạn đeo một đôi tất hơi mỏng một chút đấy mà nó không bám vào cái phần upper của đôi giày thì những cái hiện tượng tuột gót là hoàn toàn có thể xảy ra. Cổ giày thì lại khá là ổn, họ có hai cái miếng đệm được làm rất là lớn ôm sát vào cái phần mắt cá chân của bạn để góp phần bảo vệ cái mắt cá của mình tốt hơn, tránh cái khả năng lật cổ chân. Thế nhưng mà cái phần lưỡi gà và cái phần quai đằng sau này đối với mình cũng lại là một sự khó hiểu nữa. Mình vẫn biết là cái lưỡi gà nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái performance của một đôi giày, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải là một cái lưỡi gà nó quá mỏng và nó lại quá dài như thế này. Tiếp theo là cái phần này này, các bạn có thấy nó hướng về cái gót chân của chúng ta không? Thì như thế, khi mà các bạn đeo những đôi tất ngắn hoặc là những đôi tất mỏng ấy, cả cái phần lưỡi gà lẫn cái phần gót của đôi giày nó sẽ cứa vào cổ chân của các bạn và chắc chắn có khi còn chảy máu cũng nên đấy. Thế nên để mà khắc phục những cái điểm yếu về hai cái bộ phận này, các bạn nên mua một cái đôi tất dày và là những cái đôi tất mà nó cái lông của nó xù xù lên một chút đấy, để nó có khả năng bám vào cái phần upper tốt hơn cũng như là bảo vệ cổ chân của các bạn khỏi bị khó chịu. Với một cái mức giá thậm chí là còn thấp hơn so với cả đem 5 đô, đó là chỉ 110 đô thôi, thì mình không dám đánh giá cái chất liệu mesh ở trên đôi đem 6 này là rẻ tiền hay là trợ búa gì cả, nhưng mà thực sự nó sẽ rất là dễ rách nếu như mà các bạn không cẩn thận. Kết lại cái phần này thì đôi giày có mức giá cao hơn 175 đô so với chỉ 110 đô, Kobe 4 Pro Trail đã giành chiến thắng và nó cần phải thắng với một cái mức giá trên trời mà Nike đã đưa ra. Cuối cùng là một cái ý kiến tham khảo của mình dành cho các bạn nếu như mà các bạn muốn sở hữu hai đôi giày này, đó là về phần fit size thì mình tin rằng hai đôi giày này đều sẽ fit true size và cả đối với những người chân bè cũng sẽ là true size luôn, cái phần mũi của nó rất là thoải mái. Nếu như mà các bạn chân xương quá hay là kiểu gầy quá ấy, thậm chí hoàn toàn có thể xuống nửa size là chuyện bình thường. Mình đã đi đem 6 xuống nửa size và Kobe 4 Pro Trail mình cũng đi xuống nửa size luôn. So, vậy đây là cái video của mình so sánh về hiệu năng giữa hai đôi giày Kobe 4 Pro Trail và đem 6. Để mà nói thì hai đôi giày này là tượng trưng cho một cái loại định dạng giày, thế nhưng mà lại là hai phong cách thiết kế hoàn toàn khác nhau. Đối với bản thân mình thì 110 đô trên đem 6 là rất xứng đáng, bởi vì nó có thể nói là một hậu duệ của một đôi giày 200 đô, đó là next level. Còn đối với Kobe 4 Pro Trail, chỉ nói xét nguyên về hiệu năng thôi thì 175 đô thực ra là không. Nhưng mà để nói về cái mức độ huyền thoại của nó, để nói về những cái câu chuyện, những cái giá trị xung quanh, thì thực sự mình vẫn rất là hạnh phúc và không có gì quá đắn đo khi bỏ tiền ra để sở hữu nó cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và nếu như các bạn thích, hãy like, hãy share và hãy subscribe bọn mình để bọn mình có thêm nhiều động lực ra những cái video sắp tới. Salut, Game Store sẽ trở lại với một video mới.